Chào các bác, em mới về một chiếc Mac C230 sản xuất 2008, tên tư nhân biển tỉnh, biển 18 các bác nhá. Chiếc xe này của em thì nó siêu đẹp rồi, mới lắm các bác ạ. Đây, các bác nhìn này, tất cả các nút bấm còn nguyên này. Đó, nay em mua được rẻ thì bán rẻ cho các bác, có hơn 200 triệu các bác ạ. Đây. Xe không lỗi mọi người nha. Các bác mua cái xe này về sẵn đi thôi, giá có hơn 200 triệu, sợ thật. Máy V6 C230 mọi người ạ. Nâng form.